Bảy Nhanh à, đấy. bây giờ Deep Web trong tù, Deep Web em vẫn có thể phát triển sự nghiệp streamer của em ở trong đấy mà. Deep Web trong này có mạng internet rồi. Còn con em nữa. Con em rồi lớn lên sẽ có người nuôi, Deep Web vợ em sẽ lấy chồng khác, con em sẽ có một người bố tốt. Deep Web nghĩ từ hướng tích cực đi vậy. Đây. Nè. À, anh sẽ chặn đây. Thôi nó từ bế tắc quá ta. À đây. Đây. Hay à. Đúng là bệnh viện đỡ đẻ quá khác. Mấy trò vô bổ cho mấy thằng đàn ông chơi. Ơi đàn ông rồi đi đi. Gà đéo chịu được. Ôi nhiều quá, để chơi nữa. Rồi. Chơi thì biết là vui rồi. Ờ mình quên nó phải rớt xuống cái cuối cùng ta. Cứ cái góc nhìn của mình nó rớt theo rồi mày. Cái ý đó. Ai đây? Nào bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Đi bảo vệ trong đó là cai ngục vậy. Đúng là cai ngục vậy đi bạn. You guys seem familiar. Phải không? À, bảo tao đã nhìn thấy mày trước đấy chưa? Ok. Bảy không nghĩ vậy. Đi mẹ bảy là trẻ trâu rồi đấy, đi mẹ. Phải đánh nó anh ơi, nó phát hiện ra mình bây giờ. Không không, yên tâm đi. Thằng này là mấy thằng anh em nó đều là trong tù cả. Thế là họ hàng thằng này rất là đông. Cái mặt mình quen rồi kìa. Thế sao? Đóng không? Đóng không? Ờ nói chuyện em đi. Em là em. Thôi anh nghĩ là đi mẹ mình nên đấm chết mẹ đi. Ừ, mình đấm chết mẹ đi. Hey. Yeah. Mày không mày. Con mẹ. Đấy nhanh. Thank you. Mày có trò gì mới nè anh ơi. How hard can this be? Yeah, I'm really good at this. À, hiểu rồi. Ôi, để tôi trò hay nha. À, cái này là đi mẹ xem thằng nào cân bằng tốt hơn hiểu không? Dạ. Ờ. Wow. Đủ xem bắn mà. Có bài A khó vậy ta. Tụi tôi sẽ đổ dữ ghê vậy. Đủ kinh nghiệm rồi sẽ lăn hả? Anh đi coi mẹ. Ôi. Đi xem vợ anh ở phòng nào nào. Đi rồi. Nhìn tàn nhang giống như là thầy nhỏ như là bị ghẻ vậy. You okay? I'm fine. Ôi địt mẹ lạnh lùng vậy. Là vậy? What are you doing? Mày làm cái lồn gì ở đây? Khó hiểu vậy. Hay vẫn đi ra mà. Nó cũng là con của tao. Con gái à? Con gái. This is Leo. Đây là bảy. Hello. Bảy đang làm một cái story. Yeah. Rất vui được gặp chị. Ừ. Baby girl. Huh? Nó là con gái à? Con gái nha chị. I'll leave you guys alone. Thôi thôi em đi ra đây. Bảy bảy ra đợi anh tí nha, anh nói chuyện với vợ anh tí. Ok ok ok. And, okay. Congrats by the way. À chúc mừng hai người nha. Ok em về em vào chơi. Mày có thể tao có thể bế nó một tí không? Ok. Ok ok. Dù sao nó cũng là con anh mà em. Địt mẹ em khó tính mãi luôn. Mày làm lồn thì phải bấy. Tao nếp bài. Để ném được 3 cái, 4 cái này. Tập ném đó là phi tiêu. Phải sao đến rồi này, địt mẹ vẫn lồn thật. Ồ chết mẹ rồi. Chết rồi, kho vũ khí của mình ở đây. Thấy chưa. Lồn rồi. Patient, we need to get the hell out. There he is. The cops are here. Ờ, à, đây, 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 đây. We're in the hospital. Okay, let's go. Đây là bệnh viện, đã được bắn, địt mẹ. Okay. Chạy đi bảy. Để hết đây. Đi mẹ đi mà thằng mặt lồn. Go. Đi đi. 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 Chạy đi bảy, đi lên chạy đi bảy. Đây, mẹ. À, mẹ. Sao em chạy sách đường vậy? Chạy thẳng đi. Hey, move. Get out of the way. Đi quá. Come on, open, goddammit. You want to open? Đi mẹ bảy ồn ào quá bảy. Hey, watch it. Ôi. Ui. Cái anh kia. Kia nó phải cẩn như vậy không ta? Chèn lại, chèn cửa lại vậy.
Đây, đó, con ghế chèn rồi. Sao có góc nhìn này được trời. Ờ, tự nhiên đi bạn. Sao góc nhìn này được trời. Chơi đi mày, chơi đi mày. Đây, come on. Đây, đâu mày. Đẹp chết đấy. Sao thối. Căng quá luôn, về đi rồi. Ờ. Đâu đâu em chết rồi, con lúc đỡ sao. Ờ. Counter kìa, counter kìa. Ờ, đúng rồi mày, đúng rồi mày. Tiếp đi mày. Đây, em chạy trâu vậy. Chết rồi, bao giây ở đây. Mày vừa đấm được ba thằng mà chẳng có lý do đéo mày đều đấm được ba thằng. Mày, đúng rồi, đúng rồi mày. Đây, tao có vũ khí bất thường nè. Mày có đầu đi mày. Có đi rồi mày lộn. Yo sao nó đi vô. Mày con có đi mày. Mày lộn tâm. Đằng sau kia mày. Thọt lét kìa, thọt lét em kìa. Sao đấy mày, cái gì nó cao tay vậy. Thọt lét nè. Bịt vẹn thằng đằng sau giống xe me với lột trả tác dụng. Ôi đi con. Thằng đằng sau kìa, ôi bịt mày. Mày đang đâu rồi mày? Chạy thôi, em muốn chạy biết nữa. Hình như em mới, ngay tầng dưới. Freeze. To hell with it, I'll jump out the window. Vô lô đi anh. Lỡ rồi, lần này em không ra đâu. Hay lắm. Em chắc cũng bị đâu đây rồi. Đây. À đây rồi, đây. Đi bại mày đang cảnh sát này đá ra chim rồi bảy. Đi bại ở đâu thấy nó hiện ra bảy. Rồi sao đây, em bị khóa cửa anh. Bắn vào cửa kia bảy, đít mẹ. Không được, không chịu cửa được. Ui, em căng vậy. Lại chơi kiểu trà trâu rồi. Ờ. Ôi chết rồi, anh có thể vô cứu em không? Đây. Lại lên. Em đang quạt quái trong này nè. Đây, để anh giúp mày. Yên tâm, anh đéo bỏ mày được, yên tâm. Đi. Ui, con mày. Súng, lấy súng anh ơi. Dùng clear khu này luôn kia rồi. Súng. There he is. Đây. Okay. Yên tâm, mày cứ ở đây. Ôi. Mày nhìn sang trái đó, thấy anh không? Mày yên tâm nhá, thấy yên tâm. Rồi, đợi đi, anh lấy súng đã. Được. Nó đang ép cầu em xuống đất rồi. Sắp cầu em rồi. Đủ. Địt mẹ nó tránh hay vậy. Thổ nó đồng nha. Wow, slow motion. Wow, slow motion nha. Ngơ ngác. Hoảng hốt. Đi bẹ mặt hoảng hốt này, mặt hoảng hốt ăn lộn à. Làm gì đi bầy. Đây, cướp súng. Đi bẹ vô lý quá. Đi bẹ nó sao vô lý quá rồi này. Một chút đừng đại nhưng mà mình chạy hẳn cũng né được. Phải rồi thật đi mày. Thôi rồi. Lo nhìn cục kim cương. Ôi. Bảy bắn nó đi bảy. Let him go, Harvey. Put the fucking gun down. Để làm sao đây? Né bắn đấy. Từ nha, anh né phải đấy. Né phải đấy. Bảy. Từ. Đây này trái đấy. Đi mẹ mày. Bắn đi bảy. Anh kể làm lại lần nữa không? Quay phải lại lần nữa. Qua phải của em này, có phải của hạt bàn này. Sao ta? Ôi, bảy ơi, mẹ bảy ơi. Đéo được, nó bị vô ít, sao bắn ta? Let him go, Harvey. Hình như anh phải lách trái lách phải liên tục hay sao á? Đi vậy. Từ từ, đừng bắn, từ từ anh bảo. Đấy, mày thấy không? Đến lúc mà lách đến đoạn cuối ấy. Đi mẹ bắn lắm, bắn lại em đi, bắn lắm đi mẹ. Đi mẹ bảy. Mày bắn vừa đấy bảy. Hình như đéo kê vô được, khó kinh lắm. Lúc mà cần lại bắn bảy đi bẹ mày cứ bắn lên nó mà ngứa mắt nó lại bắn tao. Từ từ nhá, này mày nhìn này, đấy, đoạn cuối nó sẽ rằng xong nó hở lộ mặt ra thấy không? Can lộ mặt ra này. Ok, rồi. Này nhìn này, nó lộ này. Đó, bắn đi bảy, bắn đi bảy. Đấy rồi. Đúng rồi đó. Ui, ngay cổ luôn rồi. Và cổ mẹ rồi, nó còn nói thì đéo được nữa. Ui. Không sao, nó bịt lại kịp rồi, nó bịt lại kịp anh ơi. Gắt kìa. Đi mẹ, nát mẹ người nó rồi. Máu đâu trong đủ. Đủ ngựa. Shit.
More men are coming, we gotta go, come on. Sao đông vậy? Sao đông vậy? Ơ, cục kim cương, ở cục kim cương cao mà đúng không? Đi thôi. Á, xe máy, con đang đi xe máy không vậy? Damn. Lên. Anh đèo cho anh biết đi xe con, ở đít mẹ với một xe à? Đi anh ơi, ui. Em nè. À, đúng rồi, nãy em đi ngược đường, em đi lại cái đường đó đi ra. Nó có nhiều đường để lựa chọn lắm, chọn cái đường nào mà đi bẻ ít thì bắn nhất ấy. Đây. Ôi. Ông ơi kêu. Chặt nha. Ui. Có cái cầu nè. Slow motion này. Wow, biểu diễn đang cặc cả đít bè. Đít bè ơi, sao nó tồi được. Thôi. Ơ sao ta đéo bị bắn mà mỗi bảy bị bắn vậy? Ây, mày phép tao bị bắn rồi, bảy cưới mấy bảy. Cưới mấy bảy. Mỗi hàng phải ăn một nửa đây. Ít mẹ mày tao rẽ vào đây vậy. Đi bên trái rồi. Đó, tôi bắn rồi nè. Ui, nó bắn tao mày bậy. Mày bắn áo bao tao, cái đéo đi vậy. Ui, nó bắn nó có lửa, nó có tên lửa, đi mẹ. Ơ, đau quá. Trời ơi, sáng lên rồi. Trời ơi. Tôi bị đánh chết ta. Ôi, mất màu. Đi bẹ, đi chết anh bẫy, đi bẹ. Shit. Ôi, chết mẹ ơi. Anh bị bắn quá vậy, sao quên em vậy. Ôi, bẫy đâu rồi bẫy. Em đâu mấy nữa, em đâu rồi. Đây, em thấy anh rồi. Cứu anh bảy, Lên xe. Giết xong kia thì xong rồi còn đéo nữa. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. Sắp xong game chưa ta? It's a great idea. Ờ. Giống như bị tập kích quá vậy. Đéo gì xảy ra vậy? Chết mẹ anh ơi. Cuộc đời donate dạo mình đéo được rồi. Thôi đi mẹ đúng cả. Nó rồi bầy. Nhưng mà khám tài. Đúng vậy mẹ mình. Đúng rồi, không phải tin tưởng cái đàn bà được. Buddy stand down. Ờ. Ít mẹ công của tao đấy mà. Good job, Vincent. Ơ, Điệp! Sao Điệp mà lại kêu anh good job kìa? I'm sorry, Leo. Chà đù! Really, man? Nghe hai anh em này đều làm cảnh sát. You're under arrest, Leo. Xong rồi thằng này cố tình vô tù chỉ để... Chỉ để cùng thằng này đi tìm thằng kia để trả thù thôi. Sau đấy là sẽ bắt thằng này. Ôi mẹ, phải đá gì? Mày đừng làm thế, mày không thể chạy được khỏi đây đâu. Mày hãy nhìn xem cảnh sát đông như thế này, làm sao mày có thể làm như thế được mày? Mày bỏ anh ra đi, từ từ mày. Lâu mày đi bộ, từ từ. Thôi. Take it easy, Leo. Anh cứ giả bộ. Shut up. Em lên xe em chạy, anh muốn đi đâu cũng được. Giả bộ sợ hãi anh. Đi ra, lùi lại. You don't have to do this. You're gonna pay for this. Một cảnh sát chết được không? Bảy từ từ bình tĩnh vậy. Đi mẹ, bảy đang làm streamer, bảy đang có chỗ đứng trong Creatory, bảy lại làm thế đi mẹ. Ôi đi mẹ. Làm gì đâu, anh cứ vô xe coi đã. Sao mà lái mà. Giờ em bị bắt làm sao đây? Lấy súng lên, tìm mẹ tất cả kết thúc này. Đồ tao sẽ lấy súng. Đi mẹ bảy. Đi mẹ bảy. Bảy. Bảy ra đi bảy. Em không chạy đâu bảy. Lưới trời làm rộng thưa nhưng khó lọt lắm bảy. Bảy đi mẹ. Giữ tay em vậy, lấy cái thúc rồi, đi mẹ.
lặn rồi, lặn rồi. Chìm. Ra ngoài xe đi bảy. Tí nữa mình tính sau. Phá kính đi đã bảy. Mình phải có oxy trước đã. Ừ. Ra đi bảy, đi ra ngoài đã, tí anh em tính sau. Đi. Ta lên bờ trước đi đã. Đâu rồi ta? Đi thôi, chết mẹ ông ơi. Bảy cho anh đi với, bảy. Từ từ đã bảy, đừng làm như vậy. Được đâu. Em không chạy được đâu bảy. Em trốn nữa. Công nghệ nó phát triển lắm, em không trốn đâu, nó bắt được bảy. Em còn vợ con nữa anh, không được. Bảy ơi, anh xin lỗi nhưng mà đít mẹ bảy, đít đít. Anh bảo không không, em sắp nhận được khỏi cảnh rồi. Mày dừng đi, mày không chạy được đâu bảy. Em không chạy được bảy. Vào tù đi rồi em sẽ tìm được cách trốn tù tiếp. Thì em sẽ làm được một lần nữa, em sẽ làm được một lần nữa. Đúng rồi. Dừng lại đi. Em đâu phải em trốn một mình đâu, có anh em mới trốn được. Bây giờ đến anh sao em trốn à? Ở trong tù đi, mày không đi được đâu. Tớ lúc nào vậy? Trong tù giờ có mạng internet được bảy, bắt đầu sẽ tìm được tù được bảy. Dừng lại đi bảy. Đừng có chưa làm gì bảy, đít mẹ. Không phải tin được, em để con em chơi bút rủ với anh. Tớ lúc nào vậy anh bắt để tiền em. Rồi xong rồi. Vẫn chưa chết đít mẹ. Chỉ xong anh liệt. Lỡ hứa vợ con phải về nhà rồi. There. Down on the right. Địt mẹ vợ vừa đẻ mà về vẫn là phí thời gian với thằng địt mẹ chơi chim mờ ở đây. Trời ơi, sao lại chạy đi ta? Chứ có cả trực thăng luôn. Xe. Ui, bên này. All right. Come on, hurry. Địt mẹ con này cũng là cảnh sát luôn vãi lồn nhờ. Thế mà diễn như thật đấy. Em chuẩn bị cút cu nhỏ này giờ nè. Nhìn là con nhỏ này chắc chắn bị cút cu rồi nè. Này bị cút cu xong bị cướp súng này. Này cút cu để địt mày. Go. Cút đi. Don't do anything stupid, Leo. Shut up. Just go. Cút đi. Come up. I don't want to hurt you, Emily. Just get up. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Đây là chuyện, đây là chuyện của địt mẹ mày nó và địt mẹ mày mặt lồn. Thằng này cũng nhân đạo phết đấy nhỉ. Nó đi bắn phụ nữ. Đương nhiên là em là người tốt mà. Không hiểu sao lại gài em. Đồ chạy xuống với nhau à. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. Nếu lựa chọn nào khác. You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Ừ, em được con nữa mày. Sẽ có một ngày anh với mày chơi bóng rổ tuyết ba đi về mày. You hear that, you piece of shit. You're a dead man. You piece of shit. Em không tin lời hứa của. Ơi mày sao có máu kìa, giống như tao hiểu giết nhau hả? Bảy à. Bây giờ đi bạn mà trong tù thì em vẫn có thể phát triển sự nghiệp streamer của em ở trong đấy mà, đi bạn trong rồi có mạng internet rồi. Còn con em nữa. Con em rồi lớn lên sẽ có người nuôi đi, mẹ vợ em sẽ có lấy chồng khác. Con em sẽ có một người bố tốt đi, em nghĩ là hướng tích cực đi vậy. Con em không thể chấp nhận một người đi làm tội phạm như em được. Em phải nghĩ tương lai của nó đi, rồi nó đi học nó sẽ bị biêu dếu đi mẹ. Em phải nghĩ đi, nghĩ thoáng lên một tí. Bảy. Bảy đi mẹ. Nghĩ kỹ đi bảy. Ơ, cho mẹ ơi. Không được. Rồi đi mẹ. Em đầu em hàng đi, pháp luật sẽ khoan hồng như em bảy. Em không chạy được mãi đâu. Khoan hồng là sự dối trá. Em phải tin vào pháp luật, tin vào đảng và chính phủ chứ địt mẹ. Bảy, đừng em chạy được bảy. Địt mẹ sao bắn mãi nó tiếng tí máu vậy bảy. Đầu hàng đi bảy. Em không chạy được mãi đâu bảy. À,
sao? Ừ, chúng đẹp rồi, thầy lắm. Đi mẹ, đau, áo trong đạn, đéo sao cả, hơi đau tí thôi. Đi mẹ. Đâu rồi, đổi xin, đổi xin. Không được. Ui. Đầu hàng đi mày, đi mẹ. Con em rồi. Không chạy được đâu mày. Em vợ hứa vợ con em ơi, em phải về với vợ em. Đi mẹ, thằng nhóc có 6 tuổi thôi mà lo tù nó lớn lấy vợ là vừa, đi mẹ. Vào tù đi mày. Không chạy được mãi đâu mày. Đi mẹ, sao tao trúng đạn nhiều vậy, đi mẹ. Đi mẹ. Throw your gun. Đúng súng đi. Em hát em vô tường rồi. Rồi bỏ cuộc đi. Bây giờ chỉ có đường dễ hơn nè. Anh thả em đi xong rồi không? Mày không chạy được đâu vậy? Mày thấy không đi mẹ? Mày đi đến đâu bây giờ người ta cũng phát hiện được. Mày biết hệ thống CCTV không đi mẹ? Hệ thống camera toàn cầu không? Nó nhận diện được khuôn mặt đấy mày. Không được. Em đeo mặt nạ cắt tóc lại là được. Không chạy được đâu vậy? Em lại căng nha. Đuổi theo. Đâu rồi ta? Giờ mày góc nhìn này, chả biết đâu. Điệt đâu mày rồi. Mày nếu ở đâu mày cút cu lên cái mà. Đây. Đó, nghe tiếng súng không? Nghe thấy không? Chẳng nghe mẹ gì. Điệt mẹ mày đang đâu vậy? À, em thấy rồi. Điệt con em. Chết rồi. Hết đạn chưa cu, điệt mẹ. Tại ơi. Hết đạn rồi. Đường chạy đi không sao, cái đường này. Địt mẹ, sao ta trúng đạn nhiều vậy? Hay là câu chuyện nó vậy? Vậy địt mẹ làm nha, người xem ta tưởng tượng là ta bắn ngu mất địt mẹ. Địt mẹ đéo có cái băng đít hay kèm sắt ếch nào nhỉ? Địt. Thôi rồi. Ôi. À, chết rồi, tấn công bất ngờ. Thôi rồi. Súng rồi. Chỉ còn một cái súng thôi. Địt mẹ là phải đấm tay bo à? Căng nha. Không được rồi. Bỏ giáp luôn. Bỏ giáp đi coi. Phe máy luôn vậy đi mẹ. Đi mẹ. Đấm nào vậy? Tiếp. Ôi, đi mẹ, sức mạnh vậy. Đấm vào cái ký ức thôi. Ký ức hiện về. Quả này là đi mẹ đấm mất ký ức này đi mẹ. Ui. Đau lòng. Đỡ được không? Đi mẹ mày. Phát trịch lịch sử 10 giây đây. Đợi 6 tháng chờ được có 10 giây à. Bây giờ em đi thêm 10 năm nữa thì em làm sao nó chờ được anh. Mày điên à, về mày sẽ được bế cháu như tao vừa bế con tao vậy. Mày nghĩ một cách tích cực đi bảy. Mày không bị tử hình đâu bảy. Trời ơi Hương nha. Ôi. Mày kêu. Ôi. Nhìn tụi con em kìa. Đi mẹ Alex Ferguson đấy. Sao mà nó lớn được. Chị yên tâm, sau vụ này nó sẽ bỏ bóng rổ, nó chuyển sang đá banh. Nhìn nhau lần cuối rồi. Ui. Cuộc thi rồi ai bò nhanh hơn? Đi mẹ bảy lợi hơn rõ ràng, chỗ anh mấy trước lại văn liền. Tao bằng hai tay. Chỗ anh có thêm cái gì?
Em từ từ bảy bảy em suy nghĩ trước khi bấm bắn từ từ đã để anh giải thích đi vậy từ từ đã anh bảo này đi vậy mày có bắn chết anh thì bên dưới cảnh sát nó vây hết cái tòa nhà này rồi làm sao mà mày chạy được đúng không? Đâu có nghe gì đâu. Nhưng mà con anh vừa đẻ ra mày từ từ mày nghĩ mày nghĩ vợ anh một người phụ nữ thì mẹ trẻ đẹp đi với cả một đứa bé vừa sinh ra đời nó sẽ không có cha vợ sẽ không có chồng thì mày nghĩ sao mày đi bắn anh vậy đúng không? Hợp lý không? Mày bỏ súng xuống để anh cầm súng cho đi. Ê, hoặc là bắn trọng thương ra thôi, bắn thương thôi, bắn thương thôi xong đến lượt tao bắn mày. Bắn thương. Hỡi. Bắn vào đâu? Bắn vào tay đi mày, bắn vào đầu vú, bắn vào cả cả. Từ từ đừng bắn vội, từ từ đã. Nghĩ nghĩ một lúc đi, nghĩ lại. Em nghĩ đi, em nghĩ đi. Bây giờ thì mẹ tự nhiên, bây mày bắn chết anh. Con mày lớn rồi thì mẹ nó còn, thì mẹ vợ mày còn sai vặt nó đi làm việc linh tinh được, bây con ta bé tí rồi thì mẹ ai nuôi? Hả? À, mày nghĩ xem. Con mày bây giờ nó có thể đi bán tăm, đi bán kẹo cao su, đi hát gióng, đi bị thiêu đéo việc để làm con tao bây giờ bé tí nữa, đi bị vừa để ra đỏ hỏn như thế mày nghĩ rồi, bây giờ tao chết thì anh nuôi nó hả? Đúng không? Sao đâu, những người mà kiểu như làm cảnh sát á mà chết á là nhà nước lo anh. À, đi bè mày đâu ra vậy? Từ từ, đi bè mày. Con em nó khó nè, con em nó chồng mày lớn như thế thôi, đi bè, nghĩ lại xem. Bây giờ em... Vợ mày lớn lên từ chạy trẻ mồ côi đi mẹ thì con mày mồ côi nữa có làm sao đâu đi mẹ thế là nó hợp lý. Cha truyền con nối đi mẹ bây giờ tao làm cảnh sát đi mẹ con tao vừa đẻ ra xong thì mày nghĩ xem có hợp lý không đúng không? Nhưng mà có vẻ như kia nó chứ em bỏ súng rồi đi để rồi để lâu rồi đừng lo em sẽ bắn chết nhanh anh là nghe tim luôn nè đi tụt cái ai ai đau đớn quá ai Tức là game sẽ có hai kết thúc hả mày? Nhưng mà dù kết thúc như thế nào thì nếu như mà anh có bắn mày có bắn anh thì mày làm sao mà thoát được đúng không? Đấy là lý do nãy mày không nên bấm E đấy mày hiểu không? Đi mày. Biết là em thách anh, anh xui. Nên là em trốn tù được một lần. Sẽ trốn được thêm lần nữa đúng không? Trời ơi, thư rồi, nó viết thư vợ thật. Nhưng mà tại sao vợ thằng này với thằng này có vẻ lúc nào lạnh nhạt với nhau đấy nhỉ? Tức là vợ nó lúc nào lạnh nhạt với nó. Chắc kiểu là làm cảnh sát ha. Ừ. Đâu ở nhà đâu. Công việc nguy hiểm này nè. Đó, một ngày nào đó phải chết. Chết thật. Oh no. Mày có lấy không? Đưa hộ anh cho vợ anh cái. Đây. Từ từ để anh nghĩ em ạ. Thôi được, ok. Mày đưa cho vợ không anh. Sao đâu. Bố con em lớn, con em sẽ nuôi con anh. Con mày nuôi con tao, đi mẹ con mày hơn tao có 6, con tao có 6 tuổi, đi mẹ. Bố gì nữa, đúng rồi. Lúc mà con học lớp 12 là con em cũng đã đi làm rồi. Bắt đầu thế đi được à? Để bị bắt à? Không biết nữa, để coi đã. Mình có nên chơi luôn cả cái kết còn lại không? Không, cái kết còn lại mình lên YouTube xem. Kìa, đi về bình thường kìa. Mày giờ mẹ nhiều dâu vậy? Mày thay đổi dần diện khuôn mặt chứ. Chứ không bị phát hiện rồi. Chắc là bao nhiêu năm trôi qua rồi chứ đúng không? Ôi, không dám bấm cửa. Hồi như là nhà anh nè. Điệp mẹ, nhát ở gầm cửa. Cô bị con gái anh gầm ở cửa thì sao? Không, đẩy vô trong ta. Để gió nó bay đi xong.
lâu lắm. Không lâu lắm. Để coi nhé con. Trời ơi. À, cảm ơn tôi đi phụng nha. Cảm ơn em. Hy vọng có ngày được gặp em. Giờ cũng thành review nổi tiếng. Carol, cảm ơn em nha. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever. Thôi ôi, có lỗi quá. Tức là con này chắc là không hài lòng với công việc thằng này, suốt ngày đéo ở nhà. Luôn là như vậy. Thằng này bắt đầu cũng muốn thay đổi rồi, bây giờ thì lại mắng em bắn chết mẹ. Đi mẹ, mày thấy không? Mày nên để anh bắn chết mày thì hợp lý hơn. Chắc là nếu như bắn chết mày thì anh sẽ qua chỗ nhà mày và chơi với Alex, xong rồi là nghịch vợ mày một tí, xong rồi chắc kết thúc nó sẽ như vậy. So sad. Hey buddy. Hi. Hey. Linda, are you guys ready to leave? Vậy? Yeah. Are you sure no one was following you? Yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? Chủ đề talk show cuối tuần này báo độ luôn nhá. Chủ đề gì vậy? Đi bạn, tôi đang stream đấy. Không, thì đó biết mà. Đấy là cuộc sống thật của một streamer mới nổi. Ông phải chia sẻ thẳng thắn là đi vào đấy cuộc sống thay đổi như nào. Đi khủng. Ngày là chuyện tiền bạc không là vấn đề nữa, không phải không? Bắt đầu nghĩ đến đầu tư bất động sản là sao? Không biết mấy cái bài báo mà hay hỏi mấy hoa hậu không? Lâu lâu hỏi bây giờ chị sẽ làm gì nữa? Ngoài đi sâu thì còn có mở nhà hàng này kia. Đi phải lồn đấy để... Rồi, ngày mai tôi sẽ ngồi tôi vẽ ra một cái câu chuyện rồi nó thật là... mày thật là perfect mà, đúng không? Gây mày rúng động người sẽ người nghe. Đúng rồi. Là địt mẹ tất cả phải wow không? Ready. Chơi game cặc gì vậy? Địt mẹ game hay vãi lồn ấy. Buồn lắm. Tiêu địt mẹ game buồn vãi lồn. Cảm ơn Trường nhá. Cảm ơn Lê Trường nhá. Cảm ơn Trường. Fire. Cảm ơn em. Quên mất hôm trước anh bảo gọi vợ chồng mày đi ăn nhưng mà dần anh đang bận quá, sắp tới nhá. Sau đợt Sài Gòn này về anh sẽ ngồi bữa. Cảm ơn thằng Quang đợt rồi anh làm offline đã qua giúp anh một buổi quay với cái ghi hình lại. Chưa kịp cảm ơn bọn mày. Cảm ơn game rất nhiều. Bọn này trốn à? Chắc phải trốn chứ. Wow. Chà, để phải coi cái kết bên kia như thế nào ta. Tò mò nha. Thổ ơi, nghe khai nha. Trời ơi, buồn nha. Xúc động đầy. Tại sao một thằng cảnh sát như tao đi mẹ mày bắt bao nhiêu tội phạm, cống hiến bao nhiêu cái đất nước này mày bị bắn chết trong khi một thằng tội phạm như này mà đi mẹ mày có thể lẩn nơ ngoài vòng pháp luật đưa vợ con là đi ở một cái con đường đẹp và rộng như vậy không hề có cảnh sát đuổi theo. Vô lý vậy. Wow. Tao hiểu. Chỉ là thằng 7 nó mua cái game này chứ đéo phải là tao. Nên là nó sống. Nó đi mẹ mày đưa vợ đi chơi đi trốn. Đi mẹ con mình thì chết. Bỏ lại đi mẹ mày người vợ còn trẻ và đứa con bọt đỏ hòn. Vô lý. Dù với lại là chuyển thể thành phim cũng hay ha. Thực ra là chuyển thể thành phim cũng được chứ. À không, là cái phim này nó cũng bình thường.
kiểu game mô típ này cũng bình thường, nhưng mà là làm thành game ở đây. Tại vì làm game mình cuốn theo cái kiểu nhân vật mình điều khiển nó, nên mình cái cảm xúc nó sẽ khác, cảm giác nó sẽ khác. Cái này lâu quá ta. Sẽ kiếp không ta? Sẽ kiếp không? Mày có đang sẽ kiếp không anh? Từ để xem nhỡ có cái đoạn ending nào cuối sao? Có không nhỉ? Thường thường những game kiểu như này hay có một cái khúc ending cuối lắm. Ví dụ như là 7 đang đưa con đi nhưng bị tai nạn chết, thế là hết, thế là hòa cả làng. Mẹ voi action này, chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nhân vật tất cả. 9 nhân vật lồng tiếng. Thổi nhẹ piano lâu nha. Sợi bót. Cảm ơn Trường nhá, đi phải thằng Hồ Văn Kho đâu rồi? Hồ Kho đâu rồi? Được, để tí anh gặp nó, anh bảo nó nhá, Trường nhá. Cảm ơn em nhá. Nhưng mà anh bảo nó mày tên là Trường biết không nhỉ? Mày bình thường mày hay xưng hô mày nó là gì vậy? Cảm ơn em nhá, cảm ơn em. Để tí anh bảo nó. À mà thằng nào tối mai anh gặp nó mà, để tối mai anh gặp nó anh nói. Thôi. Buồn quá. Mà lâu quá ta. After credit game right Việt now. Ca nhạc No Longer viết bởi đi mẹ mày Jonas Johnson. Đù quá trời bài luôn. Tại sao làm một cái game như này mà phải cần bao nhiêu người như vậy, vãi lộn nhỉ? Vãi cứt nhỉ? Ừ. Kết hai buồn hơn nhiều á, đi mẹ vãi lộn vậy. Trời ơi. Kết hai giống như hai đứa chết luôn anh. Nếu như anh bắn em chết xong anh cảm thấy dây dứt anh chết theo. Mình có thể chơi lại cái đoạn khúc 2 đấy để xem kết 2 nó như nào được không? Được, chắc được. Có thể chọn nó chắc là chapter cuối chọn, rồi. Chọn được chapter không? Ờ thử em mà. Để chắc skip đi, chắc không có. Skip đi, skip đi. Cái skip gì thử em mà. Skip thử xem trong mẹ. Nếu như mà lúc đấy mà anh là người lấy súng chứ đéo phải là 7 xem. Biết là 7 là người mua game nhưng mà anh có thể thì phải bỏ lên để lấy con súng để thử xem như thế nào không? Đâu, xem là đổi qua. Có. Ờ rồi ok. Ít vai lại anh đi. Re-Aiden Session. Ủa nó có cái continue mà. Nhưng mà bấm continue nó có cái continue về khúc đó không ta? The Core Agency Leap of FIFO Ambush. À nè nè, ngay khúc cuối luôn nè. Ừ, đấy thử em mà. Khỏi khúc bắn nhau luôn cũng được. Ừ. Hay muốn bắn lại không? Không. Rút one xem kết 2 mày. Vô. Tao tưởng tao đã ngờ ngợ rồi đi mẹ, tại vì cái thằng của tao nó bị khốn quá. À, lúc đó là nó có gì nó bí ẩn với cứt. Nhìn nó thông minh. Đưa ghép chưa? Vào rồi mà, đang quay mòng mòng rồi này. Ồ dạ. Ừ, đang quay mầm này. Chưa để anh vào à? Chưa. Nhưng tại vì anh vào hai lần nên là nó bị quay hơi nhiều, xong đợi tí xem. Ờ. À đây rồi. Chờ thấy em. Conflict. Ok. Sì target. Sì target. Tèm. Ê mẹ, cái thức buồn vậy. Nào cũng hết buồn hết. Nghĩa là nó không khó thể chọn nha. Dù thế nào thì hai thằng nó không được giống. Bảy đi mẹ, anh đã nói em rồi. Em không thể chạy đâu bảy. Cảnh sát đã đi mẹ bao vây hết cái khu nhà này rồi. Đầu hàng đi bảy. Không cố được đâu bảy. Cởi áo ra đi bảy. Đi mẹ nặng quá. Cởi áo ra đánh nhau đi. Cởi áo ra đi. Cởi áo ra đánh nhau. Như hai người đàn ông thôi mà. Để phải ngồi đấm nhau nữa rồi. Thấy skip cái khúc gọi là flashback không? Mày nhớ lại đi. Nhớ lại đi. Đi mẹ. Úi lúc bé con rồi. Tại mẹ sao giống như nó biết là chuẩn bị đổi ba thì sao sao em nhiều em ít máu vậy? Đẹp.
Bảy giờ bảy muốn nhớ lại cái gì nào để anh trí não cho bảy nhớ nào. Nào nào muốn nhớ cái gì nào chuẩn bị nhớ này. 1, 2, 3 nhớ đi mày. Pha trình 10 giây. Vợ con các kiểu ở nhà. Thấy em nè. Từ từ để tao xem tao nhớ cái gì đã. Đây, chẳng đi. Rồi, okay, rồi, nhớ rồi, nhớ okay. Rồi. Này, thằng này đéo bạt bạt đầu nữa nhá. Đi phải như kiểu bạt mấy thằng đầu tôi tù ấy. Báp báp. Này, nhớ thằng Alex không? Mày nhớ thằng Alex không? Nhớ. Đi bạn cho mày. Chưa nhớ lắm. Nhớ lại này em. Địt mẹ ô tô bằng gỗ số sàn à mày. Ô tô dễ thương nha. Súng. Ui. Hình như là đoạn này cái lúc trước bắn nhau ấy, thằng nào ít máu hơn thì thằng ấy sẽ bò chậm hơn, chứ còn táp thì như nhau mà. Đúng không? Nhô. Công lạc nha. Lông cặc, địt mẹ lông cặc. Đúng rồi, mẹ em. Đúng không? Em táp thì mẹ táp mệt vãi lồ luôn, đéo bò nè. Này anh táp vãi cả cứt tại đây, anh còn nhiều máu, anh còn đứng được đây này, thấy không? Để mẹ em táp vãi lề luôn, mà em đéo có máu, chậm vãi. Ông có kết như nào thì như vâng, cứt rồi. Thôi bảy. À, từ từ. Thôi rồi, bắn lẹ đi. Cái gì nói hết rồi. Bảy muốn anh bắn vào đâu? Ô, bảy có logo ở ngực đẹp nha. Từ có thể ngắm ở chỗ khác. Đi vậy như đéo thằng nào chỗ khác rồi. Cũng ra chỗ đấy dựa chứ. Cũng dựa ở cái chỗ cột chứ. Đúng rồi đấy, đúng chỗ okay, rồi đấy. Em đéo có thư làm sao thì mày gửi thư cho vợ đây. Từ từ, nó thằng này sẽ cho mượn điện thoại để gửi mail. Có giấy bút của mình này. Ngồi ghi cho lẹ. Vẫn một viên nhân lực. Trời ơi, máu nó chảy ra kìa. Kinh quá. Trời ơi. Đéo nói mẹ gì hả? Đi mẹ nói đi đi. Fuck, nói gì đi. Thất vọng quá. Nó thì nói gì hết. Đã bị phản bội. Nằm lấy tay anh rồi. Không ai hen. Kéo lên vậy em ơi. Để không nói gì đâu. Không dậy được, kéo dậy được. Đau thế à bầy, địt mẹ. Tao bắn vào ngực mày, tao bắn vào chân mày đâu, đứng dậy đi bầy. Để cú nắm tay gọi là chấp nhận lời xin lỗi. Chết luôn rồi. Để được nói gì đâu. Chết mẹ rồi. Thấy chưa? Đi phải đúng thời sẽ đến nghịch vợ mày rồi. Mẹ. Đến lại chơi bóng rổ với Alex chứ. Bạt tay hai cái. Hey. Không thấy chồng đâu luôn. Can I come in? Sure. Sẽ nói vợ nó như nào đây? Hey Alex. Không mới tin được. Em để anh chơi bóng rổ với con nha. Leo? Leo đâu Linda, rồi? We need to talk. Bảy, à vợ bảy, chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta cần nghịch nhau. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. Thôi ơi. Thằng bé kiểu đéo dễ ngồi nghe cho mà xem này, khổ thân nó. Đang kiểu không biết phải làm gì luôn. It's about Leo. What about him? Mày nhớ giờ em có súng đó nha. Anh nói sao nói đó. Để mày cãi nhau rồi. Bye.
Con thấy khổ không? Thà anh chết thì mọi chuyện nó còn phải đỡ hơn. Mày giết em xong mày phải ngồi giải thích. Mày nghĩ sao khi vợ tao biết tin mày là tao chết? Câu! Đằng nào thì... Trời ơi, xin sập luôn à. Trời ơi, buồn quá. Mẹ ơi, cuộc tình của hai đứa trẻ mồ côi chạy trốn cùng nhau đi qua như sóng gió. Đúng là cha truyền con nối đi về giờ thành cặn thành mồ côi nữa rồi. Mà tay lạng sơn đàn hai tay liên minh. Đàn hai tay liên minh. Tay lạng sơn, chào tay các bạn ạ. Cảm ơn bạn nha. Cần hai tay liên minh. Chưa đến 2 giờ Hiếu ơi. Tao tìm hai tay khác, tìm mẹ, hơ hơ, kia đâu rồi? Hơ hơ, chết. Tay bằng cơm liên minh không được anh ơi. Hả hả? Tay bằng cơm rồi. Cuộc đời nó khổ quá. Gì? Chơi bằng chân là sao? Mồ côi tìm thấy nhau. Tại vì có biết cách cho. Ê, thằng này về nhà này. Về nhà thì lại thấy vợ chết chứ. Thì mẹ thấy thì thằng kết thúc kiện hơn. Xem nó có hàn gắn lại được với vợ nó. Đi mẹ thằng này đỗ xe ngu này, thằng này mua bằng này. Đi mẹ đỗ xe cắt cái lệch nha. Ủa cái khăn đỏ bây giờ xuống giá vãi đái nhỉ. Ừ. Hey Carol. No. Here. Thôi không nói mờ luôn đi, giấy thư đưa tay cái này. This? It's my resignation from the bureau. À, thư từ chức. It's over, Carol. I'm out. Thư mẹ thư từ chức. Please. Just give me one more chance. Cho anh một sự thay đổi gì đấy. I named her Julie. Không, một cơ hội. Một cơ hội. Ú, đặt tên con gái là Julie. Yeah. And she's got your eyes too. À, nó có lỗ đít của em. Thực ra là anh thì... Là anh thì anh sẽ đéo được. You wanna come in? I'd love to. Xong rồi đi ra liền ta, hình như hai đứa này giống như kiểu ly thân hay gì vậy? Kiểu ly thân ấy. Ly thân mà vẫn có con, địt mẹ chứ còn vẫn phang nhau với mẹ suốt ngày. Người ta gọi là địt mẹ mẹ bằng mặt nhưng mà đéo bằng lòng, hiểu không? Cái kiểu mà đi ra vậy chỉ có ly thân hay gì hay? Địt mẹ là vợ mà đéo không hiểu được công việc của chồng lại. Thì lấy nhau làm cái đéo gì lại có nhau một con, địt mẹ không hiểu. Thôi ôi, ra mộ nữa chứ. Mấy cái cảnh mộ nó buồn nha. Giờ sao đây? Hai đứa mồ côi không ai nương tựa, chỉ biết nương tựa lẫn nhau. Mày bị làm sao đấy? Hai đứa mồ côi lớn lên chúng nó vẫn thành đạt, vẫn phát triển, vẫn mua được một căn nhà nho nhỏ thì mẹ vẫn có sân bóng rổ riêng. Thì sau rồi đứa con nó bây giờ có phải mỗi mồ côi cha chỉ có thì mẹ vẫn còn có đứa mẹ này, chứng tỏ sau này đứa này sẽ giàu này, đứa này sẽ thì mẹ phải có tương lai này, đứa này sẽ tao nhá, thì mẹ game mà đéo cho giết thì không phải giết mẹ rồi. Cảm ơn em nha. Mẹ phiêu mày kêu mày đi à, mày xuống đây làm cái lồn gì đi con mẹ mày. Bố mày đắt rồi. Bố mày ngồi đây đi. Đây địt mẹ mày game người ta đã cảm động. Địt mẹ thắng lồn rồi đây. Lồn nó kéo lồn rồi địt mẹ. Ông đổ ai, ông đổ ai. Bố mày đang ngồi đi à, bố mày hóng tôi. Bố mày đang xem game cảm động cứ kéo nó lên cà cà địt mẹ. Cho một thứ. Thôi một cái địt mẹ thằng lồn này kêu. Ông ơi liếc không. Tôi đi tìm đủ 5 đứa là chơi liên minh, vừa tìm xong một cái nó kêu đi ỉa. Mà bố mày buồn ỉa. 5 phút sau néo đéo đi ỉa, ngồi nó chém gió. Thôi ok, kéo tao đi mẹ chuyện đến liên quan, cắt cái đến tao đâu địt mẹ. Tiếng không tao mẹ, cắt cái đến tao địt mẹ. Vãi lộn lên. Bố
bố mày đi nhưng đây mà cái chuyện của thằng Bill đi à, nó đéo liên quan đến tao à, trong khi tao đang chơi game cảm động, chúng mày hiểu không? Địt mẹ, địt mẹ kéo đi đi mẹ, đéo nó cho vô phòng này nữa, tôi lấy ra phòng khác, tống nó qua phòng khác, vãi lồn, địt mẹ, thật là vãi lồn, địt mẹ, chúng mày chả hiểu cho cảm giác người khác gì cả, mẹ quay phòng, quay phòng. Không. Game sao? Hết game rồi. Thật là buồn. Dù kết thúc nào thì mẹ nó cũng buồn vãi lồn ấy. Kết thúc nào thì 7 vẫn là người có lợi. Gia đình 7 kiểu gì cũng còn 2 người. Hả? Tại sao lại vậy đi? Em còn sống em còn 3 người chứ. Không. Hết game à. Dù sao con 7 vẫn lớn, nó vẫn có thể hai người đi kiếm tiền được. Còn nhà anh thì phải mình chỉ có mỗi con vợ à. Đứa con thì ai sẽ nuôi nó? Trời ơi, thì nó hết rồi. Vậy là hết game ở Way Out của chúng ta rồi. Game hay quá.